Chào các bác, đây là hộp đồng hồ của bác Nam ở Bom Bo, Bình Phước. Số điện thoại cuối là 123, gửi cho em. Đó. Thì, em mở hộp đồng hồ của bác ấy ra. Thì đây hộp của bác ấy, một cái thư và cái đồng hồ. Đó. Thì, đây là cái đồng hồ của bác ấy. Thì trước tiên là nhìn cái mặt của nó này, nó sơ hết rồi các bác, nó mờ mờ này, mờ rất nhiều đó. Thì bác yêu cầu như sau, và thậm chí các bác nhìn thấy mặt số này, nó đang đang còn đang bị quay này, xoay xê chuyển này đó. Nó chạy chạy mặt số, tức là nó bị gãy chân chân mặt số này, nó xoay. Đây anh sửa giúp em mặt trong bị chạy này, cái mặt số này bị chạy này, thay mặt kính cao cấp này, lau dầu, đánh bóng vỏ, đấy, tháo một mắt dây đeo tay đấy, cho bác ấy. Đây, đây đồng hồ của bác đây. Máy không làm sao. Đấy, thì bác chỉ yêu cầu rất đơn giản thôi. Đây, gặp những thi thoảng em mới gặp những đồng hồ mà dễ làm như này, gọi là dễ làm, bởi vì nó nhẹ, nó bị nhẹ. À, này, cái mặt trong bị chạy này rất là dễ, thay mặt kính cao cấp này, cái mặt này, mặt kính này nó mờ hết rồi các bác, à, nó xước này. Lau dầu, đánh bóng, tháo một mắt dây cho bác ấy, à, tại vì bác cái đeo này nó chắc là nó rộng quá. Thì ở đây này cũng có thể cho vào trong được, nhưng mà chỉ được một nửa mắt thôi nhé, một nửa mắt thôi. Ừ. Rồi bây giờ trước tiên em làm cái dễ trước, dễ làm trước. Đấy, cái khóa này khóa lệch các bác nhé, này, khóa lệch này thì mình phải cắt lệch một bên, em sẽ cắt lệch bên này để cho bác cái đeo cho nó cân như thế này, cân rồi này, đấy, các bác nhé. Bây giờ mình cắt bắt buộc phải cắt cắt lệch một bên, lệch là cân đấy, đặc điểm của cái đồng hồ khóa lệch này là mình phải cắt lệch một bên. À, chốt à, tháo nốt mắt nữa cho bác đi. À, cái những cái đồng hồ này rất dễ tháo mắt. Tháo vào mắt này xong, việc làm đầu tiên bác yêu cầu đã xong nhé. Lắp đúng 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 chiều của nó. Đó, lấy cái kìm mình bóp phát vào. Đó, và cái mắt này trả lại cho khách, để cho túi bóng trả lại cho khách. Đó, đặc điểm của em là cái nào mà mình lấy là mình trả lại cho khách hết. Đó. Đây, đây là những cái đặc điểm của cái bệnh của cái đồng hồ này, là không bị làm sao phần máy cả, chỉ thay mỗi mặt kính này, đánh bóng vỏ này, lau dầu. Đấy, tháo một mắt dây. Đó, ok. Rồi, em chào các bác.